Cháp 225, chuyển sinh thành cây liễu đột biến, hình dạng con người vô cùng to lớn được tạo bằng linh lực đang bao phủ lấy tên siêu phàm giả kia hiện ra trước mắt của Hắc Hải Vương, thành công đứng chắn trước mặt nó cùng với chiếc thuyền chiến của loài người. Không biết rõ đó là loại sức mạnh gì của nhân loại mà so về kích thước, hoàn toàn áp đảo Hắc Hải Vương, một đấm của anh da đen này có thể khiến cho nó phải há hốc mồm ra gồng mình chịu đựng. Lần trước, phe họ đã để cho bọn Thất Hải Vương này quậy banh chành lục địa một lần này gặp lại chỉ có thể chọn lựa giữa sự sống và cái chết. Cho nên anh ta đã quyết tâm, lần này ta sẽ không tha cho ngươi đâu vương của Thất Hải ạ. Bên phía con của khổng lồ nọ đã có siêu phàm giả sử dụng linh lực xử lý, thì bên phía Hải Vương hình bạch tuộc được rất nhiều đầu đạn linh lực chăm sóc tận răng. Một lần phía nhân loại tung ra đến cả chục viên đạn linh lực để bổ nhào vào cái con giống bạch tuộc kia trước khi các xúc tu của nó đập nát tàu chiến của loài người. Cho dù là vương của Thất Hải đi chăng nữa, bị 7-8 cái đạn linh lực dội thẳng vào người như thế, sợ cũng khó mà chống đỡ được, con bạch tuộc nọ đành phải hứng chịu cả một biển lửa sức mạnh đang dội ầm ầm vào người mình. Chưa hết đâu, Vưu Nhĩ sử dụng từ trường để tung ra lần tấn công đợt 2 gồm có hơn 20 viên đạn linh lực đang xoay vòng tròn xung quanh anh ta. Đã rất nhiều lần thất bại trước các vị vương của biển sâu, cho nên lần này anh ta muốn tuyên bố, tuy nhân loại nhỏ bé nhưng đừng có mà coi thường bọn ta. Sau đợt thủy triều linh lực nọ, Vưu Nhĩ đã tăng sức mạnh lên rất nhiều, đủ để một mình đối đầu với cả một vương của Thất Hải. Cách anh ta không xa là một trong thập đại hùng kiêu với tấm áo choàng đỏ bay phấp phới, trực diện đối đầu với đám hải thú lô nhố đang xông về định cạp chết nhóm siêu phàm giả. Đây cũng là một dịp vô cùng tốt để báo thù cho các đồng đội đã ngã xuống khi lần trước bọn vương của Thất Hải xâm lược lục địa. Cùng với quyết tâm cao độ, anh ta gầm lên, lũ khốn các ngươi, đừng tưởng chúng ta sẽ ngồi yên chịu trận. Bây giờ là lúc toàn bộ những lực lượng tinh anh của loài người xuất hiện cùng một lần. Chiếc mũi của một chiếc chiến hạm là bóng dáng màu trắng đội mũ trắng lơ lửng, tạo ra những hình chữ thập bằng linh lực thu hút ánh nhìn của đám hải thú. Thay vì sử dụng đức tin rồi trốn vào các hầm trú ẩn, siêu phàm giả này thật sự có năng lực triệu hồi linh lực ở dạng cường độ cao để vả bông bốp vào mặt lũ hải thú. Chỉ có điều, anh ta vẫn là một kẻ tôn sùng thần thánh, trên gương mặt âm hiểm đang lóe lên nụ cười. Nhân danh thần thánh, ta sẽ thanh tẩy mọi tà vật mà tà vật trước mắt anh ta là lũ hải thú đáng phải bị trừng phạt. Vậy là trước mắt đã có 4 siêu phàm giả, đủ chia ra làm 4 đội đối đầu với đám dị thú đến từ biển sâu. Siêu nhân thì phải có ít nhất 5 người mới tập hợp thành tổ đội được. Một bàn chân to khỏe dậm ẩm xuống mũi của một con tàu chiến lúc này đang đối mặt với lố nhố những loài thú kỳ dị. Không rõ đoàn người này là tập hợp của các siêu phàm giả đến từ châu lục nào, nhưng ai nấy đều có bộ đồng phục cực chất với phần mũ giáp chỉ hiện ra một vệt sáng duy nhất trên khuôn mặt. Dẫn đầu bởi một trong thập đại hùng kiêu, đang giơ thanh kiếm đỏ rực của mình về phía kẻ thù cất lên tiếng đanh gọn, lưỡi kiếm vinh quang không bao giờ khuất phục trước kẻ thù. Bọn họ sẽ trả thù cho những gì đã mất mát trước đó. Trên mặt biển cách châu Úc không xa nổ lên đùng đùng, vô số những ánh sáng lấp lóa của các khối cầu linh lực, va chạm với thân xác của hải thú cũng như những cột sức mạnh khổng lồ từ vương của biển sâu nhắm vào nhân loại. Dự là sẽ diễn ra một trận đấu vô cùng căng thẳng, mặt biển chưa gì đã lấp ló vài vệt máu đỏ sẫm đang loang dần ra dưới ánh chiều tà. Toàn bộ động tĩnh ở nơi xa đã lọt vào con mắt đỏ ngầu của Hắc Ám lúc này đang nhìn chân chối về đằng xa, không ngờ mới đó thất vương của biển sâu đã đánh nhau với nhân loại rồi. Ở bên này, nếu như nó muốn tận tay giải quyết đám con người thì cũng phải giải quyết được đối thủ trước mặt nhanh chóng. Bởi vậy Hắc Ám quay phát lại đối thủ nặng ký nhất của mình, há mồm gầm lên, nhìn đám thuộc hạ của ngươi đánh nhau vất vả thật đấy, chủ yếu là để khích bát nhưng ngu tử du nào có để tâm. Trong hình dạng nhân thụ hắn chỉ chặt lưỡi một cái cho có ý đã nghe đối thủ nói, rồi nhào đến định dùng bàn tay thọc thẳng vào cái thân hình to lớn kia. Bất thình lình, những đốm sáng trên người của Hắc Ám vun ào ào ra những cột linh lực màu xanh và vàng xen kẽ nhau, bắn thẳng vào hình dạng nhân thụ của Ngu Tử Du trước mắt, khiến cho mặt mũi và phần thân của hắn rách toạc ra. Luồng đạn linh lực đó xuyên ngay lập tức qua hình dạng nhân thụ trước mắt, làm Hắc Ám khoái chí cười khùng khục, để ta xem thử rốt cuộc ngươi có bao nhiêu hình dạng. Nó đang sung sướng nói mà quên mất xung quanh mình từ khi nào đã xuất hiện những đốm sáng giống như ánh lửa đang bay tản mát trong không khí. Đến khi nhìn lại, cả không trung xung quanh vì đang ở trong khu vực riêng được dựng lên bởi một cái hang khổng lồ, đã sáng bừng lên như ai thắp cả ngàn ngọn nến xung quanh nó. Hóa ra không phải là lửa, nó là những đốm sáng linh lực đang tụ dần lại với nhau, dần dần mở rộng kích thước ngay phía trên đầu của Hắc Ám. Lúc nó nhận ra có gì nguy hiểm, thì toàn bộ những đốm sáng đó đã hóa thành quả cầu dày đặc, rơi ầm ầm xuống chỗ Hắc Ám đang đứng, lật tung đất đá khiến nó đau đớn giống lên những tràn dài. Thứ này không phải là chiêu thức của Ngu Tử Du, mà hắn chỉ đơn giản là gom rất nhiều hạt linh lực của mình cho vào một không gian hư không riêng. Bây giờ chỉ cần mở rộng cánh cửa của không gian kia, thả xuống toàn bộ những hạt linh lực đã được chuẩn bị trước đó là đủ khiến cho khu vực xung quanh Hắc Ám dậy lên những cơn sóng nhấn chìm con quái vật này. Thấy không ổn, những cái xúc tu màu xanh đậm của Hắc Ám vội vung lên, cố che lấy khoảng không phía trên đầu mình để giữ cho phần chính thể không bị nhấn chìm trong sức mạnh linh lực của Ngu Tử Du. Nào đâu, hắn đã có sự chuẩn bị trước, nhất quyết không cho Hắc Ám có cơ hội sống sót, lập tức dùng một phần cành cây đen sẫm từ đằng sau lưng mình quất mạnh tới đối thủ trước mắt. Mà mục tiêu không đâu hết ngoài vùng con mắt đang đỏ quạch mà giáng vào một cú chí mạng. Bất ngờ thay, ban đầu Ngu Tử Du chỉ quất đến một cái rễ. Sau đó nó bất ngờ hóa thành chính hình dạng của cửu đại thụ căn, cái đầu tiên hóa thành hình dạng con rắn đang nhe nhờn bộ răng nhào đến cạp vào đầu Hắc Ám. Trong khi 8 cái còn lại hóa thành những phần rễ nhọn hoắt lao đến chĩa mũi rùi cui về phía con quái vật khổng lồ đang ngày một bị đẩy lùi về phía sau.
Cả 9 cái rễ cây của Ngu Tử Du sau khi được cường hóa, liền đâm bùm bùm vào nơi mà Hắc Ám đang đứng. Theo lý thuyết thì bất kỳ sinh vật nào chịu cửu đại thụ căn tấn công đều không chịu nổi mà rách toạc hết toàn bộ giáp và làn da. Nhưng đối với đối thủ cuối cùng thì Ngu Tử Du lại cẩn thận hơn bao giờ hết. Dây leo của cây liễu túa ào ạt từ một bên nách nhân thụ, từ đó xuất hiện vô số khối linh lực được dồn các loại nguyên tố khác nhau. Chiêu thức cành cây nguyên tố có khả năng tạo ra những quả cầu chứa đựng hạt nhân của kim mộc thủy hỏa thổ, trông thì rất màu sắc nhưng thật ra vô cùng nguy hiểm. Đồng loạt ném tất cả số cầu nguyên tố đó vào cái thân hình của Hắc Ám tối sầm đằng kia. Ngu Tử Du thấy rõ bọn chúng đã thành công mở những lỗ to nhỏ khác nhau trên thân hình của kẻ thù. Đám xúc tu của Hắc Ám bất lực vẫy vùng trên nền đất, khi mà thân xác của chính chủ giờ đây lố nhố những vết thương. Đã ra tay thì nhất định phải làm cho dứt điểm. Bàn tay của dị thụ nắm chặt nghe bóp một tiếng nho nhỏ, sức mạnh từ đó ảo ảo toát ra, bắt đầu cho chiêu thức khống lôi xuất hiện. Bầu trời bên ngoài chiến trận được dựng lên bằng đất của Ngu Tử Du kêu đi đùng những tiếng dọa người. Từ đó xuất hiện vô số những vệt sáng lấp lóa của sấm sét đang trực chờ bổ nhào xuống cái hố đất đã được hắn bồi đắp nên. Hắc Ám có chết cũng không thể ngờ khối cầu đất này thế mà lại được thiết kế riêng để dẫn sấm sét. Chúng nó tụ lại ngay phía trên đỉnh của khối đất tỏa ra ánh sáng trắng xóa, khiến con quái vật phải há hốc mồm không thể tin được. Thân hình đã rách toác thảm thương của Hắc Ám giờ đây phải chịu luồng khống lôi mạnh mẽ đang giáng xuống đầu mình, trông nó không khác nào một con điên đang bị giật tưng tưng dưới hệ lôi cường độ cao. Cho dù là sử dụng năng lực của Vương Châu Úc đi chăng nữa thì thứ quái vật này cũng không có khả năng chống lại được dòng điện đang xâm chiếm lấy từng tế bào của mình. Nó há mồm gầm đau đớn, cảm thấy bản thân giống như đang bị thiêu sống, mà dị thụ nào có dừng tay. Mấy chiếc khớp của hắn kêu lộc cộc khi siết mạnh lại một lần nữa, bởi vì đây vẫn chưa kết thúc đâu. Hắn dồn thêm sức mạnh vào khống lôi khiến cho cường độ của hệ lôi bên trong nó tăng lên gấp bội. Muốn dùng chính chiêu thức này để thiêu đốt Hắc Ám ra từng mảnh nhỏ, mà các quả cầu nguyên tố cũng như chín rễ cây vẫn chưa xử lý được dứt điểm. Không chỉ hình dạng của bản thân còn có thể biến hóa khôn lường. Đạn sấm sét thứ hai đang bổ nhào xuống chỗ Hắc Ám còn mang hình dạng giống như một con rắn tím khổng lồ, đang nhe nhẫn cái miệng lao về phía cái thứ bên dưới kia. Trong cái miệng ngoặc ra là linh lực trộn lẫn với khống lôi, một khi há ra lại dán xuống đạo sấm sét giật đến kinh thiên động địa. Đúng vào lúc khi mà trận đấu căng thẳng nhất, thì những ký ức xưa cũ bất chợt ùa về trong đầu Hắc Ám. Không phải là ký ức trôi nổi của Hắc Ám nhớ về những ngày hắn săn lùng con người, mà là hình dạng của một con bé con tóc buộc chỏm trong trang phục cổ xưa, đang bối rối khi bị thứ gì đó màu đen xâm lấn. Xung quanh vang lên tiếng bối rối rõ rệt, thật là kinh tởm, sao ngươi lúc nào cũng đen thui thế này? Nó không muốn nhớ về những ký ức đó, nhất là vào trong lúc đang thập tử nhất sinh, vội gạt hình ảnh của cô bé đó ra khỏi đầu óc mình. Thầm trách bản thân tại sao lại nghĩ đến cô ta vào lúc này cơ chứ, chỉ một giây lơ đãng như thế thôi đã bị dị thụ nắm bắt được. Hắn càng lúc càng dồn sức gầm lên với đối thủ trước mặt, cút về chỗ của ngươi đi Hắc Ám ạ. Nhưng mà nó không cam tâm cũng gầm ngược lại với Ngu Tử Du, nơi này mới là thế giới mà ta nên tồn tại. Dứt câu, nó có biến chuyển khác biệt làm cho Ngu Tử Du thấy có gì đó lạ lùng lắm. Hắn đang chuẩn bị nhảy thân hình thụ nhân đến kết liễu đối thủ, thì thấy những cột khổng lồ màu đen đang dội xuống nền đất ở bên dưới chân, khiến cho nó dịch chuyển mãnh liệt. Là Hắc Ám ở bên trên kia đang há to miệng gầm lên những tràng dài giống như tụ sức mạnh lại cho bản thân, số xúc tu ở bên dưới đã không thể sử dụng được nữa. Chẳng biết nó lôi đâu ra hàng loạt những bóng đen giống hình dạng như rễ cây của Ngu Tử Du, cũng có thể xoắn vòng mà bảo vệ lấy bên ngoài của bản thân. Từ đó đâm vun vút về phía trước, nhân tiện đục thủng luôn những lỗ to nhỏ trên quả cầu nguyên tố thổ mà ban đầu dị thụ dựng nên. Đây là lần đầu tiên Hắc Ám có thể sử dụng cơ thể của mình đục thủng nơi giam giữ mà Ngu Tử Du làm ra cho riêng một mình nó. Có điều đến cỡ này thôi đã thấy Hắc Ám há mồm thở hồng hộc trong làn khói dày đặc, rõ ràng là tình trạng bây giờ của nó không được tốt cho lắm. Hình dạng to lớn ban đầu của vị vương châu Âu đã bị bào mòn hẳn hai bên, trông nhỏ dần đến mức chỉ còn thấy giam ba chiếc xúc tu cùng với đôi mắt và khuôn miệng bị ảnh hưởng ít nhiều. Đứng trong luồng khói, Ngu Tử Du thấy những chiêu thức mà mình xuất ra có ích ra phết, nó thật sự đã bị thương rồi kìa. Cái kiểu thở hổn hển và cơ thể bị bào mòn này không thể làm giả được, chính bản thân Hắc Ám cũng biết như thế, nhưng để nó khuất phục thì vẫn còn là chuyện xa vời. Ngươi trưởng thành quả nhiên rất nhanh, hắn thế mà lại nghe giọng mình cũng cợt nhã đáp trả. Nếu như đã coi ngươi là đối thủ thì không thể không mạnh lên được. Dù sao, từ khi nghe đến sự có mặt của Hắc Ám trên đời này, Ngu Tử Du đã phải luôn thúc đẩy bản thân mình tiến lên, mạnh lên và có nhiều thuộc hạ hơn lúc trước. Những khoảng thời gian gần đây của hắn lúc nào cũng tràn ngập trong việc huấn luyện đội dị thú, cũng như kiếm điểm tiến hóa để không ngừng nâng cấp bản thân, tự tin đối đầu với Hắc Ám. Có điều, những chuyện đó Ngu Tử Du không cần phải nói ra với con quái vật này làm gì, nghe trong giọng nói đang cất lên của nó là kiểu ồm ồm nghe thản nhiên đến lạ lùng. Nó bảo rằng để thưởng cho ngươi, ta sẽ cho ngươi biết một bí mật. Ngu Tử Du trầm lặng lắng nghe bởi vì có quá nhiều thứ về Hắc Ám mà hắn không thể nào biết được và cũng không thể nào ngờ đến. Câu tiếp theo từ miệng Hắc Ám lại là một thông báo, ta cũng có điểm tiến hóa đấy. Tầm mắt của Ngu Tử Du bất chợt tối đen, hắn nghe rõ rành mạch từng lời của con quái vật nói bên tai mà thản thốt đến mức cứng đờ miệng, cũng không biết phải xử lý thông điệp này như thế nào. Tưởng đâu sự ngỡ ngàng đó của Ngu Tử Du là từ chối, Hắc Ám liền triệu hồi ra bảng hệ thống ngay trước mặt cho hắn cùng xem. Giao diện ban đầu của hệ thống này rất giống của Ngu Tử Du, chẳng qua nó có màu sắc hoàn toàn khác biệt với cái của hắn. Nó đen tối hơn, hai chữ hệ thống màu trắng nổi bần bật trên bảng đen, khác hẳn với chữ vàng trên bảng xanh đầy sức sống của hắn.
Con quái vật liếc xuống bảng hệ thống rồi lại liếc qua đối thủ của mình lào bầu. Ngươi chắc chắn có thể nhìn thấy thứ này đúng không? Giao diện hệ thống của ta đấy. Rồi nó quay cái bảng hệ thống đang hiện dòng chữ ra cho Ngu Tử Du xem. Bạn có muốn tiêu hao 10.000 điểm tiến hóa để mua khả năng tái sinh hay không? Khuôn miệng kia nhếch lên, nghe một chữ có không khác nào tiếng rùng rợn đến từ địa ngục. Ngu Tử Du không có khả năng cản lại được, chỉ có thể trơ mắt đầy bàng hoàng đến mức từ ngữ cứng đờ trong cổ họng. Ngay trước mắt hắn lúc này là những màng cơ thể của hắc ám vang lên tiếng vun vút do các mô được tái tạo và nối lại thành công. Phút chốc, hình dạng của con quái vật trước mắt đã thay đổi hoàn toàn. Thay vì lúc nhúc đậm chất vương châu Úc, thì giờ đây nó cũng mang hình dạng giống như một loài nhân thú màu đen sẫm, chảy dài những con mắt từ trên phần đầu xuống ngực và bụng. Hệ thống hắc ám còn tặng thêm cho hai cánh tay vô cùng sắc nhọn để nó tự tin khiêu chiến Ngu Tử Du. Tiếp theo xem thử so về linh lực ai cạn kiệt nhanh hơn nhé. Mà nó hoàn toàn có thể tự tin như thế là bởi số điểm tiến hóa còn lại của hắc ám lên đến 130 triệu. Đã kết thúc tập 225 của bộ truyện tranh Chuyển Sinh Thành Cây Liễu Đột Biến rồi. Các đạo hữu, sư huynh, sư tỷ đừng quên cho tiểu muội một like, một subscribe kênh hoặc để lại bình luận bên dưới. Tiểu muội sẽ rất vui và xem đó là động lực giúp tiểu muội ra thêm nhiều video hơn nữa. Và các đạo hữu, sư huynh, sư tỷ nhớ ấn vào cái chuông để nhận thông báo video mới nhất được đăng trên kênh Nông Dân Mê Chuyện của tiểu muội nhé. Cảm ơn cả nhà, bye bye và hẹn gặp lại.